tại sao lại có rap trong một cái bước ngoặt như vậy? Phải chăng đây chỉ là một cuộc dạo chơi để học thôi? Đến với Rap Việt thì lúc đầu là cũng gọi là dạo chơi, nhưng khi mà gặp mà Mason đây, cái máu chơi máu của mình đó, dạ máu chiến của mình hơn bắt đầu thua. Trỗi dậy, dạ hơn thua. Thì em thấy Mason lại có cái máu chơi quá dữ nên em muốn vượt mặt Mason. Với kỹ năng và xử lý lên sân khấu thì tất nhiên là em sẽ tự tin hơn Mason. Một câu hỏi dành cho Mason, đây là lần thứ mấy em thi Rap Việt? Tại sao lại như thế? Em nói thật với anh là đây là lần đầu tiên em thi Rap Việt. Ok. Nhưng mà là lần thứ tư em casting. Động lực nào để em thi lại nhiều lần như thế? Dạ tại em sai 3 lần thì em muốn sửa cho nó hết luôn. Bằng được thì thôi đúng không? Em muốn bằng được thì thôi. Khi nào thì Mason sẽ vượt 24K? Thẳng thắn đi nào. Hết cái mùa Rap Việt này chắc chắn vượt được, chưa chắc là đã ở 6 đâu. Ít nhất là cũng phải kiểu ngang ngang. Em thưa anh là nó sẽ rất khó để vượt em, tại vì là em ăn cơm trước nó 3 năm. Ai à, cặp đấy ai à. Ăn cơm trước 3 năm thì cũng dừng ăn cơm trước 3 năm. Em thấy khí chất của rapper chưa? Quá khí chất rồi, em làm không lời rồi. Không lại à? Không lời cái vụ này, không quá trời của đất. Thế nhưng mà người đi xem thì sao? Thì đít em thêm chịu thôi. Xin lỗi. Em phải xin lỗi thôi chứ cuộc sống em gọi là an nhiên á, kiểu là ai mà tất nhiên là người ta diss một hai lần người ta thôi. Còn mình mà cứ trả lời người ta lại thì cái bài diss nó sẽ kéo dài. Đó. Lỗi điểm thứ 5, những bài rap ngày càng được phần hát lấn át, chiếm hết hào quang của rap, rap thô nha. Vào thời điểm hiện tại này, có những rapper người ta chỉ cần một cái beat hay, một cái melody cuốn, một cái giọng hát thật là hay và người ta vào đúng cái đoạn đấy 15 giây rồi hot TikTok và người ta được đón nhận là một rapper thành công. Em có hơi một chút buồn là tại sao những bạn rapper mà theo hệ của mình lại không thể làm một bài nhạc mà nó nghe hay được như những cái bạn mà dùng nhiều hát và khoe được cái sự hay ho ở trong cái hệ rap của mình ra. Hát nhiều thì nó cũng mất chất thật, nhưng mà với cái quan điểm dạ đúng không ạ, đúng không anh, dạ đúng không, đúng hay mà dạ rõ ràng cái câu này cần có sự kết hợp nhưng nó phải vừa phải thôi. Vâng, và chúng ta sẽ có 30 giây. Ai đầu tiên đây? Bueno đầu tiên gọi là first date. Anh bước ra tóc anh hơi bết. Gặp em hơi mất nết. Anh đây cà lết cà lết. Cà lết là gì? Và thế là đến Tết. Đó là yes, sir. Yes, sir. Oh, tuyệt vời. Let me put on the beat. Gõ cửa Vion 19:30 thứ bảy hàng tuần xem độc quyền trên Vion.